Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sáng nay đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 21 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong 54 bị cáo tại giai đoạn sơ thẩm có 21 người kháng cáo tham gia phiên phúc thẩm gồm Phạm Trung Kiên, cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng, cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Vũ Sĩ Cường, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ điều tra Bộ Công an và các bị cáo thuộc các công ty doanh nghiệp. Trước đó, trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 54 bị cáo. Các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều bộ ngành. Các bị cáo lợi dụng vị trí công tác nhũng nhiễu gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin trò buộc doanh nghiệp phải chi tiền bôi trơn. Việc đưa nhận hối lộ tồn tại ở hai dạng: đưa yêu cầu thỏa thuận mặc cả hoặc gây khó khăn mập mờ không minh bạch trong công tác cấp phép các chuyến bay, buộc các doanh nghiệp chi tiền theo luật bất thành văn. Nhiều quan chức phạm tội theo hình thức thông đồng, hứa hẹn, chia sẻ lợi ích. Đáng chú ý, trước ngày phiên tòa diễn ra, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu cán bộ điều tra của Bộ Công an, đã nhận tội và được gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng 800.000 đô la Mỹ, tương đương 18,8 tỷ đồng. Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng, khi luật sư vào làm việc ở giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm, bị cáo Hưng đã nhận thức lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Bị cáo Hưng xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang giảm nhẹ hình phạt tại phiên phúc thẩm. Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Hưng luôn phủ nhận cáo trạng truy tố bị cáo khi cho rằng bị cáo không nhận khoản tiền đặc biệt lớn từ những bị cáo liên quan đến vụ án này. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hưng, cựu cán bộ điều tra Bộ Công an, được phân công điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Từ ngày 28 tháng 1 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022, Hưng bị điều chuyển công tác nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để lừa tiền chạy án của bị cáo Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, thông qua phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định dù bị cáo Hưng không nhận tội nhưng có đủ căn cứ xác định bị cáo Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 đô la Mỹ, tương đương 18,8 tỷ đồng và quyết định tuyên phạt bị cáo Hưng tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.